Anh em lại tiếp tục trở lại với Facebook Cày Chảo trong cùng buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục màn test video lần thứ 2 dàn cày 5 chảo cho náy 5018 cho bác chủ Thanh Hóa, người Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Hà Tĩnh. Dàn này 5 chảo chuyên ruộng. Tí nữa em sẽ quay cho anh em xem là cái hiệu quả cũng như là cái đường mà gọi là đường giữa giáp giữa chảo nọ sang chảo kia, nó có nông hay sâu, và nó có gọi là có đều luống hay không, hay nó thành luống như kiểu là ruộng khoai. Thì nhiều anh em thắc mắc sợ rằng là cái sản phẩm này nó không đều ruộng và đất nó không bằng. Thì ngày hôm nay tiện video này có con máy mới, em làm luôn cái video giới thiệu cho anh em để anh em thấy rằng trực tiếp nó như thế nào. Và nhân đây thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho anh em cách chỉnh cũng như là sử dụng dàn cày này làm sao cho nó hiệu quả nhất. Đấy, em quay vào cái chỗ đất cày rồi này, chỗ giáp mối rất là bằng. Đất này thì chưa đủ khô, vẫn đang ẩm, nhưng mà cày bóc rất là gọi là tương đối là ổn định. Em chào anh Tùng Lâm, kính chúc anh một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Chào Trần Anh An. Ôi rồi, cứ phát đi, tôi phát để tôi làm video. Năm 018, 4018. Bỏ tay ra nào, thẳng chưa? Đường cày là 1m30 nhân 5 chảo cho 5018, kéo đi phăng băng, đầu máy thẳng căng. Đất thì rất là đều, phẳng ruộng. Đó, quay lại cho anh em. Nhiều anh em bảo sao nó không quay vào đất, nhưng mà thực ra thì lâu lắm nay em không chú ý cái điều đấy, mà em chỉ nghĩ rằng là chỉnh làm sao cho dàn cày bóc đều, bóc đẹp thì đưa lên cho anh em xem là dàn cày đấy em đã chỉnh được như thế và nó dễ chỉnh như vậy. Thế nhưng mà như ngày hôm nay thì có một số anh em góp ý bảo khi làm video hoặc quay video cho anh em thì phải quay trực tiếp vào các cái thớ đất cũng như là cái đường cày để cho anh em thấy rằng là đất nó không bị thành luống, nó không thành rong khoai. Năm chảo bóc đều, đất lợp mái luôn. Đây là em đứng luôn là giữa ruộng luôn này, em quay này, chỗ đất giáp nọ đất giáp kia, ruộng phẳng lì luôn. Chảo này máy chạy cực nhẹ luôn anh Tùng Lâm nhá. Máy này không cần đạp ga, chạy số to nhất, đi phi ầm ầm rồi. Chào Quảng Bình yêu nhé. Em chào tất cả mọi người. Để làm ra được những cái sản phẩm và để phục vụ anh em và để làm ra những cái video nó có cái tính hình sự như thế này thì anh em chúng em phải lặn lội mất hơn 200 km đường trường để vào tới xã Cẩm Tân, Cẩm Thủy để cùng với anh em trải nghiệm sản phẩm của cơ khí Vũ Hải đóng tại Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Thì sau cái màn gọi là lắp đặt sử dụng một dàn cày phá lâm và sau đây là một dàn cày ruộng nữa thì bác khách này gần như là chạy với cái mức độ lái quá nhàn luôn. Ruộng đây thì đất nó vẫn còn hơi rớt nên là nó chưa, nói chung là nếu mà để cày nó ngọt lắm thì thực sự là nó chưa được ngọt lắm, nhiều chỗ nó rớt quá, nó vẫn còn hơi bết dính bó cày. Không vỡ đất đâu em, đất này rớt lắm. Nhưng mà nếu mà này đất này nó thêm được khoảng tầm một tuần nắng nữa, hanh khô nữa thì đẹp. Đi anh đâu? Đấy,
quay ra xem có phải lái không. Đấy, bác khách là đang bỏ buông tay đấy. Đây khán giả đây này. Ông có ít thôi. À, cậu em Hoàng Long nhận hết khách của bên em rồi. Bác buông tay mà chạy thẳng căng luôn. Đất này đất sét em ơi. Nhưng mà căn bản là cái ngày hôm nay anh đi ra anh chọn giờ nên nó cũng gọi là được cái may mắn. Thôi các bác hãy chạy về bỏ em ở đây thôi. Về rất là nhanh. Đoạn quá đây bóc bờ. Đánh mỗi đường bờ thẳng căng thế này là thôi. Ô ruộng bên em con 4018 đấy mà được cái đất này chạy thì nói chung nó một mùa đỡ phải đỡ đi được khoảng tầm giam sách dầu. Đất này thì như các bác bảo đây là khó rồi. Các bác cứ đi thử cày thì không có bao giờ các bác cứ đưa em ra chỗ dễ rồi. Kiểu gì cũng phải chọn cái chỗ khó nhất để chơi, để gọi là để thử cái sản phẩm cũng như chất lượng của nhà em rồi. Chứ chẳng có bác nào mà lại vào lại đưa em ngay ra cái chỗ dễ để các bác cứ thử bao giờ đâu. Nhưng mà như mồm các bác nói vào chỗ này là dễ nhất, nhưng mà em biết thừa bụng các bác nghĩ gì chứ. Em chào anh Trần Lâm. Ôi, em xin phép kết thúc live stream tại đây. Xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe, an nhiên và hạnh phúc. Xin thân ái hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video em sẽ phát trực tiếp vào lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.